Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 21, khối lập phương, khối hộp chữ nhật, trang 63 và trang 64. Chúng mình lấy sách vở và đồ dùng học tập để bắt đầu bài học. Chúng mình đã được học rất nhiều hình rồi, hình chữ nhật, hình vuông, các hình tứ giác, hình tam giác, hình tròn. Và hôm nay chúng mình sẽ được học sang hình mới. Hình thứ nhất, giới thiệu tớ có đỉnh, cạnh. Hình thứ hai, giới thiệu tớ cũng có đỉnh, cạnh và còn có cả các mặt nữa cơ. Các mặt của tớ là hình chữ nhật. Hình tiếp theo giới thiệu còn các mặt của tớ đều là hình vuông. Vậy đây là những hình gì? Thì bài học hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu. Đó là khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Và đây, bạn Mai giới thiệu, đây là đỉnh của khối lập phương. Bạn Nam giới thiệu, đây là một cạnh của khối lập phương. Và bạn Việt nói, đây là một mặt của khối lập phương. Đó là cạnh, đỉnh và mặt. Vậy khối lập phương và khối hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh, bao nhiêu đỉnh và có bao nhiêu mặt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài học hôm nay. Khối hộp chữ nhật. Bao diêm có dạng khối hộp chữ nhật. Viên gạch có dạng khối hộp chữ nhật. Và đây là khối hộp chữ nhật. Chúng mình quan sát khối hộp chữ nhật. Các mặt cô giáo sẽ mô phỏng cho các con nắm được. Cô sẽ mở hộp chữ nhật ra. Đó, chúng mình thấy khối hộp chữ nhật khi mở ra chúng mình thấy có các mặt như sau. Một mặt, hai mặt, ba, bốn, năm, sáu mặt như thế này. Khối hộp chữ nhật có 6 mặt. Và các mặt của khối hộp chữ nhật có đặc điểm gì? Chúng mình quan sát nào. À, các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật. Đúng không nào? 6 mặt chính là 6 hình chữ nhật. Mặt trên và mặt dưới chính là mặt số 1 và số 2 bằng nhau. Mặt số 3 và mặt số 5 bằng nhau. Mặt số 4 và mặt số 6 bằng nhau. Đó. Mặt 1 và mặt 2 bằng nhau, đây là chính là mặt đáy, đáy trên và mặt đáy dưới. Mặt 3 và mặt 5 là mặt bên, hai mặt bên bằng nhau. Mặt 4 và mặt 6 cũng gọi là mặt bên. Vậy là những mặt xung quanh gọi là mặt bên, còn mặt ở trên và mặt dưới gọi là mặt đáy. Chúng mình quan sát xem khối hộp chữ nhật gồm có mấy đỉnh và mấy cạnh nào. Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q. Vậy là có 8 đỉnh. Thế còn cạnh, 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh, 5 cạnh, 6 cạnh, 7 cạnh, 8 cạnh, 9 cạnh, 10 cạnh, 11 cạnh, 12 cạnh. Vậy là khối hộp chữ nhật có 8 đỉnh và có 12 cạnh. Những cạnh chúng mình nhìn thấy là nét liền, còn những cạnh mà bị che khuất chúng mình không nhìn rõ thì sẽ được minh họa bằng nét đứt như thế này.
Nét đứt tức là những cạnh mà chúng mình chỉ hình dung tưởng tượng ra thôi, chứ còn nó bị che khuất, chúng ta không nhìn rõ, thì được biểu thị bằng nét đứt. Vậy khối hộp chữ nhật gồm có 8 đỉnh. Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q, và có 12 cạnh. Và có 6 mặt. Chúng mình nhắc lại. Khối hộp chữ nhật có 12 cạnh. Và tên từng cạnh. Có cạnh chiều dài, cạnh chiều rộng và cạnh chiều cao. Có 4 chiều dài bằng nhau. 1, 2, 3, 4. Có 4 chiều rộng bằng nhau. 1, 2, 3, 4. Có 4 chiều cao bằng nhau. 1, 2, 3, 4. Chúng mình lấy ví dụ thực tế các vật có dạng khối hộp chữ nhật mà chúng mình biết nào. Ví dụ đây là cái thùng nước ngọt Coca. Rồi hộp thuốc. Các dạng hộp thuốc, tủ thuốc. Rồi đây là cái đầu kỹ thuật số ở TV. Đây là cây máy tính, vân vân. Có rất nhiều đồ vật xung quanh chúng mình có dạng khối hộp chữ nhật. Chúng mình thử quan sát xem còn đồ vật nào không. Khối hộp chữ nhật gồm bao nhiêu mặt, bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhiêu kích thước. Khối hộp chữ nhật gồm có 6 mặt đều là hình chữ nhật, 8 đỉnh, 12 cạnh và có 3 kích thước là chiều dài, chiều cao và chiều rộng. Có những hình chữ nhật có 6 mặt, có mặt là hình chữ nhật, có mặt là hình vuông. Những có khối hộp chữ nhật thì cả 6 mặt đều là hình vuông. Cô xin lỗi, khối hộp chữ nhật 6 mặt đều là hình chữ nhật. Hoặc có thể có mặt là hình chữ nhật, có mặt là hình vuông. Thế còn khối lập phương, đây là hình ảnh con xúc xắc, chính là dạng khối lập phương. Đây là khối lập phương. Chúng mình quan sát khối lập phương. Cô mở các mảnh của các mặt ra này. Hai mặt. Đó. Vậy khối lập phương cũng có 6 mặt các con ạ. Khối lập phương cũng có 6 mặt. Và khối lập những mặt của khối lập phương có đặc điểm gì? À, tất cả các mặt của khối lập phương đều là hình vuông. 6 mặt của khối lập phương đều là hình vuông bằng nhau. 6 hình vuông bằng nhau tạo thành khối lập phương như thế này. Chúng mình mở ra thì được 6. 6 mặt là 6 hình vuông bằng nhau. Đó. Cô nhắc lại, khối lập phương có 6 mặt, các mặt đều là hình vuông bằng nhau. Thế khối lập phương gồm có mấy đỉnh và mấy cạnh? Chúng mình quan sát tiếp. Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q. Vậy là có 8 đỉnh. Thế còn khối lập phương có mấy cạnh? Chúng mình quan sát tiếp. 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh, 5 cạnh, 6 cạnh, 7 cạnh, 8 cạnh, 9 cạnh, 10 cạnh, 11 cạnh, 12 cạnh. Vậy là khối lập phương gồm có 12 cạnh. 8 đỉnh và 12 cạnh. Đây là những đồ vật có dạng khối lập phương.
Bây giờ chúng mình nhắc lại, khối lập phương gồm có bao nhiêu mặt, bao nhiêu đỉnh và bao nhiêu cạnh? Khối lập phương gồm có 6 mặt đều là hình vuông, 8 đỉnh và 12 cạnh bằng nhau. 6 mặt là 6 hình vuông bằng nhau, 12 cạnh dài bằng nhau và có 8 đỉnh. Đây là khối hộp chữ nhật, đây là khối lập phương. Vậy khối hộp chữ nhật và khối lập phương có gì giống và khác nhau? À, giống nhau là đều có 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương cùng có 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh. Còn khác nhau, khối hộp chữ nhật, các mặt đều là hình chữ nhật hoặc là hình chữ nhật và hình vuông. Còn khối lập phương thì các mặt đều là hình vuông bằng nhau, 6 mặt hình vuông bằng nhau. Và chiều dài của các cạnh cũng bằng nhau, 12 cạnh dài bằng nhau. Thế còn 12 cạnh của khối hộp chữ nhật thì không bằng nhau, có cạnh dài, có cạnh ngắn hơn. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần hoạt động. Bài 1. Một chiếc khung sắt dạng khối hộp chữ nhật có các cạnh được sơn màu như hình vẽ. A. Có mấy cạnh được sơn màu xanh, mấy cạnh được sơn màu đỏ? B. Chọn câu trả lời đúng. Người ta lắp một tấm gỗ vừa khít vào mặt trước của chiếc khung sắt đó. Miếng gỗ cần lắp có dạng hình gì? A. Hình tròn. B. Hình tam giác. C. Hình chữ nhật. Chúng mình suy nghĩ để trả lời. Câu hỏi A. À, chúng mình thấy có 4 cạnh được sơn màu xanh và có 8 cạnh được sơn màu đỏ, đúng không nào? Phần B, vì các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật và hoặc là có cả hình vuông. Nhưng ở hình này thì chúng mình thấy các mặt đều là hình chữ nhật, cho nên tấm gỗ cần lắp vào mặt trước của chiếc khung sắt có dạng hình chữ nhật. Chúng mình chọn C là đáp án đúng. Bài 2. Số hỏi chấm. Ở gần mỗi đỉnh của một chiếc hộp gỗ dạng khối lập phương, bác Hà chạm 3 bông hoa như hình vẽ. Vậy bác Hà đã chạm tất cả bao nhiêu bông hoa? Đó, chúng mình nhìn này. Ở gần mỗi đỉnh một chiếc hộp là có 3 bông hoa. Chạm chỗ 3 bông hoa. Vậy khối lập phương của mình có mấy đỉnh nhỉ? À, khối lập phương có 8 đỉnh. Vậy ta chỉ cần lấy 3 nhân 8. Lấy số bông ở một đỉnh nhân với số đỉnh. Lấy 3 nhân 8 bằng 24 bông hoa. Vậy là bác Hà đã chạm tất cả 24 bông hoa lên khối hộp gỗ dạng lập phương như thế này, có 24 bông hoa. Phần luyện tập bài 1. Con kiến bò theo đường màu cam trên chiếc khung nhôm dạng khối hộp chữ nhật để đến chỗ hạt gạo như hình vẽ. Hỏi con kiến cần bò qua mấy cạnh? Đó, con nhìn. Vậy là con kiến phải bò qua mấy cạnh? À, con kiến cần bò qua 3 cạnh đường màu cam để đến chỗ hạt gạo. Bài 2, số. Chú Ba làm những chiếc đèn lồng có dạng khối lập phương, mỗi cạnh dùng một lam tre, mỗi mặt dán một tờ giấy màu. A. Mỗi chiếc đèn lồng cần dùng mấy lan tre? B. 5 chiếc đèn lồng như vậy cần dùng mấy tờ giấy màu? Chúng mình suy nghĩ để trả lời. Khối lập phương gồm có 12 cạnh. Mỗi cạnh của đèn lồng dùng một lan tre. Vậy mỗi chiếc đèn lồng cần dùng 12 lan tre. Khối lập phương gồm 6 mặt. Mỗi mặt của đèn lồng dán một tờ giấy màu, nên một chiếc đèn lồng cần dùng 6 tờ giấy màu.
Vậy 5 chiếc đèn lồng như vậy cần dùng 30 tờ giấy màu. Bạn lấy 6 nhân 5 bằng 30. Vậy phải chuẩn bị 30 tờ giấy màu và 12 nan tre. Mỗi một đèn lồng là cần 12 nan tre. Vậy A, chiếc đèn lồng cần 12 nan tre. B, cần 30 tờ giấy màu để làm các mặt của đèn lồng thì đủ làm được 5 chiếc đèn lồng. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan và để nhận được thêm nhiều video nữa của cô. Chúng mình bấm tên bài học rồi bấm chữ cô Lan Hải Bối thì chúng mình tìm ngay thấy video của cô để học. Ngoài ra chúng mình có thể bấm vào danh sách phát ở trang YouTube cô Lan Hải Bối, chọn bộ video cô đã sắp xếp theo hệ thống kiến thức để chúng mình học. Xin chào và hẹn gặp lại.